với sự vào cuộc của cơ quan chức năng và các chính quyền địa phương, hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua các huyện Đạ Tẻ và Cát Tiên, thời gian qua phần nào được chấn chỉnh. Thế nhưng thực tế thì vấn nạn cát tặc hiện vẫn hoành hành, nhất là vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Một thực trạng tuy không mới nhưng đã tồn tại trong nhiều năm và đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả. Khai thác cát đã để lại hệ lụy khôn lường, gây sạt lở bờ sông, cuốn theo hoa màu, cây công nghiệp của người dân xuống lòng sông. Ngăn chặn nạn khai thác cát hoành hành trên sông Đồng Nai là nội dung được chúng tôi đề cập trong một theo dòng thời sự hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Dòng sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Đà Nẵng và các khu tỉnh lân cận vẫn đang ngày đêm bị hoành hành. Hoạt động khai thác cát sầm sộ bất cứ nơi đâu và ở bất cứ thời điểm nào. Đất sản xuất và thậm chí là nhà ở của người dân dọc hai bên bờ sông này đang bị đe dọa do sạt lở đất. Người dân ở đây đang ngồi trên đống lửa và sự bất bình đã lên đến đỉnh điểm. Đất mà nó lở thì nhà nó cũng sẽ lở đi hết thôi. Trước kia thì cái đất chúng tôi ở đây đâu nó có như thế này đâu. Cái đất này là đất bờ sôi ruộng mật. Nhưng sau 5 năm khai thác cát thì hiện tại bây giờ đấy, cái hậu quả của nó thì nó lở tàn bạo. Đây là một hậu quả quá lớn chứ không thể nói là hệ lụy nữa. Nghĩa là người dân đi kinh tế mới bao nhiêu năm có một ít đất mà bữa nay khai thác tới khi người ta không còn điều kiện để sản xuất. Bên phải tay tôi là vườn quốc gia Cát Tiên, phía sau lưng là khu khảo cổ Cát Tiên. Tuy nhiên dưới dòng sông tại khu vực này thì các đơn vị khai thác cát đang ngày đêm hoành hành dòng sông này. Việc khai thác cát không chỉ ảnh hưởng đến đời sống dân sinh mà đang đe dọa nghiêm trọng sạt lở đất sản xuất của bà con sống trong khu vực này. Nhà ở, đất sản xuất của gia đình ông Đoàn Quốc ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên nằm bên sông Đồng Nai. Cạnh đó là vườn quốc gia Cát Tiên và khu quy hoạch khu khảo cổ Cát Tiên. Khai thác cát trên sông Đồng Nai đã làm sạt lở bất trên 3.000 mét vuông đất sản xuất của gia đình ông Quốc. Đã nhiều năm kêu cứu nhưng nạn khai thác cát cùng giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đồng Nai vẫn không thuyên giảm. Hầu như sông là nước thì còn nguyên dạng, bà con tôi ở đây là sản xuất ngon lành, nhưng kể từ ngày hút cát nào là lỡ riêng cái đất đó, tôi lỡ rất nhiều. Và một bên thì vườn quốc gia, một bên thì đất dân người dân ở và trên đó có đất khảo cổ đã quy hoạch, nhưng mà đi ngược lại mấy ông hút cát là sạt lở đất của tôi. Hiện giờ đang sạt lở mà nếu tương lên như thế này thì tiên chắc cả vườn quốc gia, cả bên dân cư ở đây với cả khảo cổ này chắc không còn nữa. Hoàn cảnh của gia đình ông Quốc là hệ lụy chung của hàng trăm hộ dân hiện đang sinh sống dọc bên bờ sông Đồng Nai. Chung một dòng sông Đồng Nai mà có đến 3 địa phương cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát, đó là Lâm Đồng, Đồng Nai và cả Bình Phước. Cho nên khi bị cơ quan chức năng xử lý thì hầu hết các doanh nghiệp thường trốn tránh trách nhiệm. Sự thiếu đồng bộ về cơ chế quản lý chung cùng với những khó khăn trong xác định ranh giới trên sông như thế này vô tình là điều kiện cho các đối tượng tập trung khai thác cát trái phép điểm giáp ranh. Chính doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát cũng thấy bất cập về vấn đề này. Rõ ràng là có cái bất cập đó, cần phải xem xét lại. Dân chúng kêu ấy, thì không biết ai chịu trách nhiệm cả, không quy được cho ai. Bởi vì rõ ràng một bên là ví dụ bên bây giờ chủ yếu là bên Lâm Đồng kêu ví dụ vậy, thì cũng không thể xử lý được cái bên Đồng Nai. Mà phía bên bà con đắc nua Đồng Nai kêu thì cũng không xử lý Lâm Đồng được. Với chính quyền các xã, việc quản lý khai thác cát trên địa bàn thời gian qua cũng gặp rất nhiều khó khăn, thiếu con người, nghiệp vụ và cả trang thiết bị kiểm tra. Vì vậy, việc ngăn chặn chỉ mang tính tức thời, thấy đâu xử lý đó. Giữa cái chuyện mà khai thác cát rồi là tàu bè hay giữa doanh nghiệp với nhau á, thì cũng có thể là hút qua hút lại với nhau, nên rất là khó. Các doanh nghiệp lợi dụng cái lúc mà bà con không có cái việc mà quản lý cái đồng ruộng mình thì bắt đầu là hút cát. Các cái phương tiện thì chúng tôi cũng không thể có, thì ngồi đứng trên bờ thì nó cũng rất khó cho về cơ sở. Nếu mà chúng ta mà buông lỏng quá thì là các cái doanh nghiệp người ta đều là thuê người mà khai thác theo cái kiểu mà khoán sản phẩm ấy, thì cứ chỗ nào có cát thì người ta hút, thì dẫn đến là sạt lở.
Hiện nay trên sông Đồng Nai, huyện Cát Tiên có 10 giấy phép, huyện Đà Tẻn có 7 giấy phép khai thác cát. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh rút giấy phép những doanh nghiệp khai thác cát sai quy định, đồng thời không cấp phép khai thác cát cho doanh nghiệp nào trong những năm gần đây. Việc gặp gỡ phối hợp với chính quyền hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai cũng đã được triển khai để tìm tiếng nói chung trong công tác phối hợp. Tuy nhiên, vấn nạn cát tặc vùng giáp ranh trên sông Đồng Nai vẫn diễn biến phức tạp và để lại hệ quả khó lường. Vấn đề này đòi hỏi ngành chức năng giữa hai tỉnh sớm có phương án ngăn chặn hiệu quả hơn. Giữa Lâm Đồng và Đồng Nai phải gặp gỡ nhau để có cái quy định chặt chẽ lại, để quản lý được cái doanh nghiệp không quản lý được thì dẫn đến là dân chúng cũng khiếu kiện, rồi dẫn đến rừng cấm cũng có cái ý kiến. Các ngành, đặc biệt là ngành tài nguyên môi trường, ủy ban các xã thị trấn có khu vực vùng ven là phải tăng cường công tác tuần tra. Ủy ban huyện cũng đã ban hành văn bản là cấm các cái tổ chức và cá nhân khai thác ban đêm mà chỉ có được khai thác ban ngày để có sự giám sát của người dân. Hiện nay chúng tôi cũng đã trình ủy ban tỉnh để cái hạn chế cái vùng mà khai thác, cũng như là kiểm soát thường xuyên cái việc hoạt động khai thác của các doanh nghiệp trong cái phạm vi cấp phép của họ, thực hiện phối hợp với Bình Phước và Đồng Nai và có một cái biên bản ghi nhớ cũng như là cái cam kết thực hiện. Cát là nguồn vật liệu quan trọng không thể thiếu trong ngành xây dựng, do đó không thể cấm hoàn toàn. Nhưng khai thác thế nào, quản lý làm sao cho hợp lý, để đáp ứng hài hòa giữa nhu cầu đời sống xã hội và đảm bảo nguồn tài nguyên quý giá. Nếu chúng ta không thực hiện tốt những vấn đề này, thì cát vẫn bị tuần thu và người dân sẽ tiếp tục lo ngại về nguy cơ sạt lở như thế này, đặc biệt là khu vực dọc sông Đồng Nai. Ngôi nhà bị cháy được xác định là của gia đình anh Nguyễn Viết Quyền ở 40 Nguyễn Thị Nghĩa, phường 2, thành phố Đà Lạt. Anh Quyền cho biết, sáng nay cả gia đình anh đi vắng, thời điểm xảy ra vụ cháy không có ai ở nhà, nên khi ngọn lửa bùng cháy dữ dội thì mới được...